Thưa quý vị, liên quan đến tiến độ bao phủ vaccine tại tỉnh Đồng Tháp, mới đây thì tỉnh cũng đã cơ bản hoàn thành bao phủ vaccine mũi 3 cho các đối tượng đủ điều kiện và sẵn sàng triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục tích cực trong chiến dịch tiêm chủng, xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 cho đến dưới 12 tuổi. Về công tác tổ chức tiêm chủng, sẽ triển khai tiêm từ lứa tuổi lớn nhất trong nhóm này, tức là học sinh lớp 6, để theo dõi trước, đánh giá, kế đó sẽ hạ dần độ tuổi. Đồng thời, được tiêm cũng được tiến hành tại trường học như tiêm chủng cho nhóm 12 cho đến 17 tuổi trước đây theo hình thức tiêm cuốn chiếu toàn bộ học sinh trong độ tuổi của trường rồi mới chuyển sang trường khác. Tiêm tại các địa bàn dễ tiếp cận trước để nhanh chóng phủ vaccine cho các cháu đến trường thật an toàn.